khoảng gần 6 giờ thì tôi đi cắt cỏ ở đây. Lúc đấy cũng tập tối nên là mọi người dân người ta đi về hết. Đi vừa ra đến ruộng cỏ nhà mình thì tôi đã thấy có một cái đường, nó là một cái vết giạt cỏ như kiểu có người trên trượt xuống. Nơi phát hiện thi thể nam giới thuộc địa phận thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đây là khu vực trồng cỏ voi ven bờ sông Lô, cách xa khu dân cư. Thời điểm nhân chứng phát hiện ra xác chết vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 năm 2020. Cái hiện trường nơi xảy ra vụ án là cái nơi rất là vắng người. Hai bên thì là một bên là ta luy âm thì ở phía bờ sông là trồng cỏ voi và giáp với lại bờ sông. Còn bên ta luy âm bên này thì là khu đồng ruộng của các hộ dân gần đấy. Và nó cách xa cái vị trí khu vực dân cư đó tầm khoảng 100 đến 200 mét. Và cái đường này thì cũng rất ít người đi lại. Ngay sau khi chúng tôi tiếp nhận được tin báo từ công an huyện Sơn Dương, lập tức chúng tôi báo cáo đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan điều tra và cùng các đồng chí lãnh đạo phòng hình sự lập tức lên đường tổ chức một mũi gồm các cán bộ điều tra viên trinh sát để nhận kinh nghiệm xuống hiện trường. Chúng tôi đã cùng phối hợp công an Sơn Dương là tổ chức bảo vệ khoanh vùng hiện trường để chúng tôi tiến hành là khám nghiệm. Khi lực lượng điều tra xuống hiện trường, khung cảnh thương tâm nhất là hình ảnh nạn nhân nằm khuất giữa ruộng cỏ voi. Những cây cỏ voi cao quá đầu người, che khuất tầm mắt nên người dân dù có vô tình đi ngang qua cũng rất khó để phát hiện ra thi thể. Trên người nạn nhân không có bất kỳ một giấy tờ tùy thân nào. Công tác khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có rất nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Nạn nhân được xác định đã tử vong vào khoảng 20 đến 30 tiếng đồng hồ trước đó. Như vậy, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 20 giờ tối ngày 29 tháng 5 năm 2020. Đối tượng đã đâm từ cái phía sau vùng cổ phải của nạn nhân. Và sau khi cái quá trình đấy thì giữa nạn nhân và thủ phạm là có cái sự vật lộn giằng co nhau và nạn nhân đã rơi xuống cái triền đê và đã tử vong ở cái vị trí đấy. Công tác khám nghiệm hiện trường được thực hiện hết sức cẩn thận, tỉ mỉ. Lực lượng điều tra đã thu giữ được một số dấu vết, vật chứng như sau. Một số dấu vết màu nâu đỏ, nghi là máu trên nền đất và bám dính trên bề mặt một số cây cỏ voi. Một chiếc mũ màu đỏ, mặt sau có dính nhiều vết màu nâu đỏ và có vết trượt mất sơn. Hai chiếc dép màu xanh, một chiếc ở trên triền đê và một chiếc ở sát mép bờ đê cùng một số vật chứng khác. Dấu vết nghi là máu và những mẫu vật tại hiện trường qua công tác giám định đều được xác định là của nạn nhân. Như vậy, chuyên án ngay từ đầu đã có rất nhiều khó khăn khi vụ việc xảy ra vào đêm tối, hiện trường vắng vẻ, xa khu dân cư, không có nhân chứng, không có người biết việc. Tại hiện trường, không có bất kỳ dấu vết nào để truy nguyên đối tượng. Các điều tra viên sẽ phải bắt đầu phá án với 0% manh mối. Ngay trong đêm ngày 30 tháng 5, nhiều trinh sát được giao nhiệm vụ tỏa đi các hướng để thu thập thông tin về vụ việc. Đồng thời với đó, một việc cấp bách cần phải làm ngay là xác định danh tính nạn nhân. Khó khăn là cũng không có một cái giấy tờ, không có cái gì chứng minh. Tuy nhiên là áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cùng với phối hợp với công an cơ sở. Vì hiện tại hiện trường vụ án ấy, lúc đó ở đấy thì là xã Trường Sinh nên này giáp danh với rất nhiều xã của tỉnh Phú Thọ. Thì lúc này anh em chúng tôi cũng đã phối hợp với công an tỉnh Phú Thọ để rà soát các mối quan hệ của các vụ việc xem có các nạn nhân nào xảy ra việc mất tích không. Quá trình khẩn trương làm việc rất nhanh chóng, cơ quan điều tra đã nhận được thông tin về trường hợp anh Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1981,
trú tại xã Vũ Quang, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Nhà cách hiện trường khoảng 2 km, đi khỏi nhà từ tối ngày 29 tháng 5, hiện không liên lạc được. Gia đình anh Huy đã tới hiện trường nhận diện và khẳng định nạn nhân xấu số chính là anh Nguyễn Quốc Huy. Làm việc với gia đình anh Huy, các điều tra viên nắm được, anh Huy có nghề phụ là chạy xe ôm. Chập tối ngày 29 tháng 5, có một người đàn ông đã gọi điện cho anh Huy, bảo anh đến đón tại đường D, khu vực lán trông coi cát sỏi. Sau đó, anh Huy ra khỏi nhà và mất liên lạc từ khoảng 21 giờ tối. Có chung điện thoại reo lên, thì nhà tôi mở loa ngoài nghe. Ở trong điện thoại nói vọng ra là đi xuống núi Đá Len đón cháu. Trước khi đi thì có hai cái mũ treo sẵn ở xe máy rồi. Thì ngồi lên xe máy đi thì đi xuôi về dưới sông Lô. Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp, khi ra khỏi nhà, anh Huy đi chiếc xe máy Way RSX biển kiểm soát 19S5925 và một điện thoại di động. Tuy nhiên tại hiện trường, mặc dù đã khám nghiệm rất kỹ, cơ quan điều tra không tìm thấy các tài sản này của nạn nhân. Điều này càng củng cố cho giả thiết được đặt ra ngay từ ban đầu. Đây chắc chắn là một vụ giết người, cướp tài sản. Dừng lại toàn bộ các mối quan hệ của nạn nhân cho thấy anh Huy là người hiền lành. Trong cuộc sống hàng ngày không có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Anh chạy xe ôm nên cũng có nhiều mối quan hệ từ khách hàng mà gia đình không nắm hết được. Do vậy, việc lần tìm manh mối, khoanh vùng đối tượng từ sau khi rà soát, xác minh các mối quan hệ của nạn nhân không đem lại kết quả gì. Tuy nhiên, sau khi tĩnh tâm lại, phân tích, đánh giá toàn bộ hiện trường và nhận định tính chất vụ việc, cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng đối tượng gây án là người sống ở gần khu vực này. Hắn am hiểu địa hình, địa vật nơi đây nên đã lựa chọn vị trí này, tìm cách điều nạn nhân đến để gây án. Ngay lập tức, nhiều biện pháp nghiệp vụ được tung ra để phục vụ cho quá trình điều tra phá án. Mũi trinh sát tiếp cận với quần chúng nhân dân quanh khu vực hiện trường, tiếp tục khẩn trương thu thập các thông tin liên quan đến vụ án. Một tổ công tác tiến hành truy tìm tung tích chiếc điện thoại di động và chiếc xe máy tang vật là tài sản của nạn nhân. Cơ quan điều tra cũng nhanh chóng điểm danh, điểm diện các đối tượng nghi vấn trên địa bàn huyện Sơn Dương và các xã lân cận thuộc huyện Đoan Hùng và Phù Ninh của tỉnh Phú Thọ. Sau một thời gian ngắn làm việc với tinh thần khẩn trương nhất, nhiều mũi trinh sát đã thu thập được một số nguồn tin rất có giá trị. Đó là vào chiều tối ngày 29 tháng 5, một số người dân trên đường đi làm về khẳng định có nhìn thấy hai người đàn ông đi chung một chiếc xe mô tô hướng về Ủy ban Nhân dân xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương. Một nguồn tin khác cho biết, vào khoảng 19 giờ, có một người đã nhìn thấy hai người đàn ông dừng xe lại trên đê. Sau đó có loáng thoáng thấy cảnh họ giằng co, vật lộn nhau. Tổng hợp các nguồn tin mà trinh sát báo cáo về, đối chiếu thời gian anh Huy ra khỏi nhà do gia đình cung cấp và thời gian các nhân chứng nhìn thấy vụ việc trên, ban chuyên án đã có cơ sở khẳng định người khách thuê anh Huy chờ tối ngày 29 tháng 5 có liên quan trực tiếp đến cái chết của anh Huy. Bên cạnh mũi trinh sát thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, công tác điểm danh, điểm diện các đối tượng trên địa bàn cũng được triển khai một cách quyết liệt nhất. Với kinh nghiệm của tôi thì nhận định đây có thể là đối tượng diện đối tượng mà có nhiều tiền án sự hoặc đối tượng nghiện, đối tượng mà không có tiền chi tiêu và cần rất cần tiền mới phải gây án ra cái vụ việc nghiêm trọng như vậy. Vụ án xảy ra ở địa bàn giáp danh giữa hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ, diện đối tượng rà soát thì rất rộng, nên hàng trăm đối tượng bao gồm cả các đối tượng nghiện hút, trộm cắp, mà các đối tượng hình sự tại địa bàn tỉnh Phú Thọ thì lực lượng công an Tuyên Quang chúng tôi không nắm chắc. Khi các lực lượng đấu tranh chuyên án đã khoanh vùng được đối tượng thì một số đối tượng nghi vấn thì các đối tượng này đã lại thường xuyên vắng mặt tại địa phương.
nên khó khăn trong việc triệu tập để đấu tranh làm rõ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã tiến hành loại đối tượng nghi vấn và thu hẹp đối tượng nghi vấn trong thời gian rất ngắn. Trong đó nổi lên hai cái tên đáng chú ý là Vũ Như Quỳnh và Nguyễn Tiến Giảng, cùng chú tại khu 6, xã Phú Mỹ, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Vì sao Vũ Như Quỳnh và Nguyễn Tiến Giảng lại bị đưa vào danh sách là đối tượng tình nghi số 1 của vụ án? Thứ nhất, hai đối tượng này đều là các con nghiện ma túy. Thứ hai, hai đối tượng đều quen biết với anh Nguyễn Quốc Huy. Đặc biệt, trong thời điểm cơ quan điều tra tiến hành truy tìm thủ phạm của vụ án, cả hai đối tượng đều không có mặt tại địa phương. Ban chuyên án tiếp tục phân công nhiệm vụ cho hai tổ công tác, song song thực hiện xác minh cả Quỳnh và Giàng. Về Vũ Như Quỳnh, tại thời điểm xác minh, các trinh sát thu thập được thông tin vào các ngày 27, 28 tháng 5, tức là trước khi xảy ra vụ án một ngày, Quỳnh thường xuyên có mặt gần nhà nạn nhân. Đặc biệt, trong chiều tối ngày 29 tháng 5, một số người dân còn cung cấp thông tin về đặc điểm vóc dáng, quần áo của người đàn ông ngồi sau có nhiều nét tương đồng, trùng khớp với Quỳnh. Song song với quá trình xác minh về Quỳnh, một mũi công tác khác cũng tích cực điều tra về Nguyễn Tiến Giảng. Giảng là đối tượng đã từng có tiền án về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Các mối quan hệ bạn nghiện, bạn tù cũng rất rộng, ở nhiều địa phương khác nhau. Mặc dù đã bám sát các mối quan hệ của Giảng, song lúc này cũng chưa có nguồn tin nào cung cấp Giảng hiện đi đâu, làm gì, hay bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Giảng có liên quan trực tiếp đến cái chết của anh Huy. Trong quá trình lần theo dấu vết của hai đối tượng này, tổ trinh sát về Vũ Như Quỳnh đã nắm được hiện Quỳnh đang ở dưới Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được vị trí của Quỳnh và nhanh chóng triệu tập Quỳnh về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Quỳnh khẳng định mình không phải là hung thủ gây ra cái chết của anh Nguyễn Quốc Huy. Tuy nhiên, do Quỳnh có nhiều thông tin bất lợi liên quan đến nạn nhân, lại là một con nghiện trên địa bàn, từng có kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra, nên ban chuyên án chỉ đạo một mặt các điều tra viên vừa đấu tranh với Quỳnh, mặt khác cử lực lượng nhanh chóng xác minh xem lời khai của Quỳnh có đúng sự thực hay không. Kết quả xác minh được các trinh sát báo cáo về ban chuyên án cho thấy ngày 29 tháng 5 cũng là ngày giỗ của con Quỳnh và có mời một số người hàng xóm sang ăn cỗ. Qua kiểm tra độc lập các nhân chứng, tất cả đều khẳng định ngày 29 tháng 5 Quỳnh có mặt ở nhà. Và như vậy, ban chuyên án đã có cơ sở để loại nghi đối tượng Quỳnh. Ở thời điểm có thể nói là gay cấn nhất của quá trình khám phá vụ án này, ban chuyên án đã nhận được hai kết quả điều tra vô cùng quan trọng. Thứ nhất, đó là người nhà anh Huy cho biết vào buổi chiều ngày 29 tháng 5, trước khi anh Huy ra khỏi nhà, thì có nhận được một cuộc điện thoại. Cơ quan điều tra xác định người gọi đến chính là số điện thoại mà Nguyễn Tiến Giảng đang sử dụng. Đây chính là một căn cứ đáng nghi vấn nhất. Và kết quả điều tra thứ hai cũng chính là thông tin mang tính chất bước ngoặt trong quá trình phá án. Đó là kết quả ra soát về tang vật của vụ án. Trước đó, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã ra soát toàn bộ các cửa hàng cầm đồ, mua bán điện thoại cũ, các cửa hàng sửa chữa, mua bán xe máy cũ, mới trên toàn địa bàn, đồng thời thu thập mọi thông tin trong quần chúng nhân dân. Đến sáng ngày 31 tháng 5, trinh sát đã phát hiện ra một nguồn tin vô cùng quý giá. Từ nguồn tin cơ sở cung cấp, thì phát hiện ra một tài khoản Facebook tên là Duy Khánh có đăng bán chiếc xe mô tô có đặc điểm tương tự với chiếc xe tang vật cho một người có tên là Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1983, ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Ngay lúc này thì tổ công tác được phân công nhiệm vụ truy tìm chiếc xe tang vật ấy, đã phối hợp với công an thị xã Phú Thọ
xác định được anh Nguyễn Mạnh Hùng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được chiếc xe đang ở nhà anh Nguyễn Mạnh Hùng, chính xác là xe máy của anh Nguyễn Quốc Huy. Anh Hùng đã mua xe trên của một người tên Vũ Duy Khánh ở thị trấn Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Người đàn ông tên Vũ Duy Khánh ngay lập tức được mời lên cơ quan điều tra để làm rõ thông tin về chiếc xe. Anh Khánh cho biết anh là người chuyên đi mua bán xe máy cũ đã qua sử dụng. Khi thấy một người quen của mình là Đào Quang Hiếu, trú tại khu Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, có nhu cầu bán chiếc xe này thì anh đã liên hệ để mua, sau đó bán lại cho anh Hiếu với mục đích kiếm lời. Vậy Đào Quang Hiếu là ai? Liệu thông tin về Hiếu có phải là chiếc chìa khóa để giải mã nút thắt trong chuyên án này? Từ lời khai của Vũ Duy Khánh, cơ quan điều tra đã xác minh được anh Đào Quang Hiếu là chủ một cửa hàng mua bán xe mô tô đã qua sử dụng ở thành phố Việt Trì. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, anh Hiếu cung cấp thông tin. Sáng ngày 30 tháng 5, có một nam thanh niên điều khiển xe mô tô Honda Wave RSX màu đỏ đen, biển kiểm soát 19S1-5925 đến cửa hàng và nói là xe của bản thân đang cần tiền nên nhờ anh ta bán gấp để lo việc gia đình. Người bán xe có để lại giấy tờ tùy thân có tên Nguyễn Tiến Giàng. Đặc biệt, chứng cứ quan trọng nhất mà anh Hiếu cung cấp cho cơ quan điều tra đó chính là dữ liệu camera tại cửa hàng của anh Hiếu có ghi lại hình ảnh đối tượng đến bán xe. Đối chiếu hình ảnh camera với hình ảnh nhận diện của Nguyễn Tiến Giàng, đối tượng tình nghi số 1 của vụ án tính đến thời điểm này thì cho đáp án hoàn toàn trùng khớp. Như vậy, những tia sáng trong quá trình điều tra đã dần hé lộ. Giờ xe ở đây người ta đã bán từ sáng rồi. Thế nhưng, bài toán khó đặt ra cho cơ quan điều tra lúc này là Nguyễn Tiến Giàng hiện đang lẩn trốn ở đâu. Tôi cũng đã trực tiếp gọi điện trao đổi với các đồng chí lãnh đạo các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, lãnh đạo công an các cái đơn vị địa phương lân cận để đề nghị phối hợp giúp đỡ. Tuy nhiên đối tượng là cái người nghiện hút ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự, không có cái nơi ở cố định, sống lang thang và có cái quan hệ phức tạp, di chuyển liên tục qua các địa bàn để lẩn trốn cơ quan công an, gây khó khăn cho các mũi trinh sát trong quá trình truy tìm đối tượng. Quá trình ra thì chúng tôi thấy rằng là đối tượng này có mối quan hệ rất nhiều đối tượng là ở Việt Trì. Tại cái những cái thông tin mà ở Việt Trì thì công an Việt Trì cung cấp thì là xác định là đối tượng này là trong thời gian sau khi xảy ra vụ án là đối tượng có mặt ở thành phố Việt Trì. Nhưng tuy nhiên khi xuống đến thành phố Việt Trì thì gặp thông tin, các cái thông tin đầu mối mà chúng tôi xác minh thì lại xác định là đối tượng đã rời khỏi Việt Trì. Việc truy tìm đối tượng ở Việt Trì không có kết quả. Ban chuyên án đã tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, ra soát rộng ra nhiều tỉnh thành phía Bắc thì nổi lên một số quan hệ đáng nghi vấn của Giàng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Không bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào, các mũi trinh sát ngay lập tức lên đường xuống Hà Nội, rà soát toàn bộ địa bàn và những mối quan hệ của đối tượng ở khu vực quận Hoàng Mai. Tuy nhiên, có một tình huống bất ngờ xảy ra khi tổ công tác vừa xác định được vị trí của đối tượng ở khu vực quận Hoàng Mai, thì hắn lại bất ngờ di chuyển về hướng bến xe Mỹ Đình. Do vậy, ngay lập tức, tổ công tác của Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và Công an Hà Nội tiến hành rà soát toàn bộ khu vực bến xe Mỹ Đình trong thời gian nhanh nhất. Rất nhanh chóng, tổ công tác đã phát hiện được đối tượng Nguyễn Tiến Giàng đang đi bộ lang thang ngay gần cổng bến xe. Các mũi theo nhiệm vụ được phân công nhanh chóng ập vào áp sát, khống chế đối tượng.
Sau khi truy bắt đối tượng an toàn, Nguyễn Tiến Giang đã được đưa về cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang để làm việc. Ban đầu, đối tượng tỏ ra bất cần, quanh co, không hợp tác khi điều tra viên lấy lời khai. Đối tượng nghĩ rằng là khi đối tượng gây án thì không có nhân chứng, không có ai chứng kiến cả. Tuy nhiên là anh em chúng tôi là những điều tra viên mà chúng tôi cũng đã tham gia điều tra khám phá rất nhiều cái vụ án rồi. Thì bản thân chúng tôi cũng nghiên cứu rất nhiều về tâm lý cái đối tượng và anh em cũng đã vận dụng linh hoạt các kỹ chiến thuật xét hỏi và đưa ra các chứng cứ là những cái mà chúng ta đã thu thập được từ tất cả cái việc mà về hình ảnh đối tượng bán xe, đối tượng để lại thông tin đến cái việc mà cái số điện thoại đối tượng sử dụng và cái ngày nơi xảy ra vụ án, đối tượng có mặt khu vực gần khu vực hiện trường. Thì trên cơ sở đó thì đối tượng cũng buộc phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước những chứng cứ sắc bén, Nguyễn Tiến Giang không thể không nhận tội. Hắn khai, ngày 29 tháng 5, do không có tiền mua ma túy, nên hắn đã nảy sinh ý định lừa anh Nguyễn Quốc Huy, người mà hắn hay thuê chở xe ôm đến khu vực vắng để giết và cướp tài sản, lấy tiền mua ma túy. Giang đã gọi điện hẹn anh Huy đến đón vào lúc 19 giờ 50 phút. Khi anh Huy điều khiển xe mô tô Honda Way RSX màu đỏ đen, biển kiểm soát 19S1-5925 đến đón, Giang bảo anh Huy chờ đến đoạn đường D thuộc thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh. Sau đó bảo anh dừng lại với lý do chờ người mang đồ đến. Thực chất là tìm cơ hội để giết anh Huy. Khi thấy anh Huy ngồi trên xe, không hề có biểu hiện cảnh giác, Giang đã dùng kéo đâm vào vùng cổ anh Huy. Hai bên giằng co, trượt ngã xuống ta luy âm. Sau đó, Giang tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nhát vào anh Huy, cho đến khi anh Huy không còn phản ứng gì. Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2020, Giang đã bán chiếc xe mô tô của anh Huy cho anh Đào Quang Hiếu tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tên sát nhân đã liều lĩnh đến mức để cả giấy tờ tùy thân của mình tại đây. Và hắn cũng không thể ngờ được toàn bộ những hình ảnh về việc bán chiếc xe do camera cửa hàng ghi lại được chính là những bằng chứng đanh thép để tố cáo tội ác của hắn. Ngày 2 tháng 6 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Tiến Giang về hành vi giết người, cướp tài sản. Thành công của chuyên án này, ngay từ khâu đầu tiên, khám nghiệm hiện trường, chúng tôi đã có sự phối hợp chặt chẽ với Đại phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh cùng với Công an huyện Sơn Dương để xác minh làm rõ, khám nghiệm tỉ mỉ cặn kẽ hiện trường. Và một cái nữa đó là rà soát về đối tượng và tăng vật vụ án thì có sự phối hợp rất tốt đối với công an tỉnh bạn, đó là công an tỉnh Phú Thọ. Trong quá trình truy tìm đối tượng thì với sự giúp đỡ rất là chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời của các cục nghiệp vụ, trong đó đặc biệt là Cục Cảnh sát Hình sự. Có thể nói đây là một chuyên án đầy khó khăn về truy vết đối tượng do không có nhân chứng, lại là địa bàn giáp danh giữa hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ. Thế nhưng, với ý chí, quyết tâm cao nhất, thực hiện quyết liệt các chỉ đạo mà cấp trên đưa ra, cùng với sự phối hợp hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị nghiệp vụ, trong vòng chưa đầy 72 giờ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã điều tra khám phá thành công vụ án, bắt giữ được hung thủ và trả lại sự bình yên cho cuộc sống của người dân nơi đây. Nạn nhân là một ông bán vé số tại ấp Phú Nạp, thường xuyên là cứ sáng sớm từ thời gian từ khoảng từ 4 giờ đến 5 giờ là sáng sớm mà đi lấy vé số để ra thị xã Bình Long để lấy vé số về bán. Nạn nhân tử vong là do ngoại lực tác động gây đa chấn thương, gãy đa xương, dập phổi, dập gan để dẫn tới tử vong. Một cái giả thuyết chúng tôi đặt ra là không loại trừ chính người thân của ông Ngọc
sẽ tham gia trong cái vụ án. Dù là Tết nhưng mà là các thành viên ban chuyên án vẫn tập trung điều tra truy xét, cho nên là trong khi Tết mùng 1, mùng 2, mùng 3 đó là người dân là vui chơi đón Tết, nhưng mà lực lượng thành viên ban chuyên án vẫn là truy xét đối tượng. Vào khoảng 6 giờ 15 phút ngày 7 tháng 2 năm 2021 thì nhận được tin báo của công an xã Thanh Phú là có một cái xác người đàn ông. Thì sau khi đó là tôi đã trực tiếp đến hiện trường xác định đây là một vụ án là giết người, cướp tài sản. Các đội nghiệp vụ cùng công an xã là bảo vệ hiện trường, đồng thời là báo cho đồng chí là giám đốc công an tỉnh. Thứ hai là báo cho đồng chí là phó giám đốc công an tỉnh là thủ trưởng cơ quan điều tra. Tại công an thị xã thì tôi đã cho họp trước, chia ra các tổ công tác. Như tổ là truy xét đối tượng, tổ bảo vệ hiện trường, là tổ là kiểm tra các nhà nghỉ nhà trọ, rồi tổ là trích xuất camera. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Công an thị xã Bình Long huy động lực lượng bảo vệ hiện trường, cử trinh sát nắm bắt thông tin ban đầu. Đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh lập tức xuống hiện trường để phối hợp với Công an thị xã Bình Long tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin về nạn nhân, xác định đối tượng gây án. Hiện trường vụ án là khu vực ruộng lúa đã hết mùa thu hoạch, thuộc tổ 2 ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Qua công tác xác minh, nạn nhân được xác định là ông Vũ Đình Ngọc, 67 tuổi, ngụ tại tổ 8 ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long. Ông Ngọc được phát hiện tử vong trong tư thế nằm úp sấp, cách lề đường khoảng 10 mét, hai tay khoanh trước ngực. Xe đạp nằm cách lề đường khoảng 5 mét, đèn pin cách tử thi khoảng 5 mét. Không thấy tài sản trên đường. Qua nghiên cứu những dấu vết vật chứng ở tại hiện trường cũng như chiếc xe đạp và tử thi ở tại hiện trường thì bước đầu thì anh em chúng tôi đã nhận định về cái tính chất của vụ việc. Đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Chính từ cái chỗ đó thì chúng tôi là tiến hành là khẩn trương về công tác khám nghiệm hiện trường và cái công tác khám nghiệm tử thi. Thì qua cái nghiên cứu ban đầu thì nhận định thì khả năng cái vụ án nó xảy ra là sau 4 giờ 30 phút đấy, của ngày 7 tháng 2. Thì bước đầu xác định nạn nhân tử vong là do ngoại lực tác động gây đa chấn thương, gãy đa xương, dập phổi, dập gan để dẫn tới tử vong. Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra rà soát kẻ tình nghi. Các tuyến đường ra vào khu vực được phong tỏa để giữ nguyên các dấu vết phục vụ công tác điều tra. Sau khi là các tổ trinh sát để tiến hành thu thập các thông tin về đối tượng cũng như là kết quả khám nghiệm hiện trường thì nhận định đây là vụ án rất là phức tạp. Cái thứ nhất là cái khó khăn thứ nhất về hiện trường, thời điểm đó là ban đêm và ngay cái đoạn đường vắng, ít người qua lại. Dẫn đến về nhận định về đối tượng là rất khó, các cái thông tin và thu thập về đối tượng ấy. Thì thứ hai đó là tại khu vực này thì chỉ có một cái mắt camera chiếu ra đường nhưng mà rất mờ, ban đêm thì không thấy rõ về hình ảnh đối tượng đó. Đã có cái chuẩn bị từ trước, phương tiện công cụ gây án ấy thì không để lại cái dấu vết gì, rất là khó khăn cho anh em khi mà truy nguyên thu thập các cái dấu vết vật chứng ở tại hiện trường để mà truy nguyên về đối tượng là rất là khó khăn. Xét thấy tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tính chất thủ đoạn vô cùng manh động liều lĩnh. Thời điểm này lại cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nên dư luận quần chúng nhân dân hết sức hoang mang. Sau khi áp dụng các biện pháp điều tra theo tố tụng, nhưng chưa xác định được đối tượng gây án, cần phải huy động được số đông lực lượng phương tiện,
biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng làm rõ, truy bắt đối tượng gây án, xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 8 tháng 2, một ngày sau khi tiếp nhận vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định xác lập chuyên án giao Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh làm trưởng ban với hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thị xã Bình Long. Ngoài ra, ban chuyên án còn huy động thêm các lực lượng khác tham gia điều tra truy xét như Công an các xã phường trên địa bàn thị xã Bình Long, Công an các xã thuộc huyện Lộc Ninh và Hớn Quản. Khả năng là đối tượng rất là am hiểu cái quy luật sinh hoạt đi lại của ông Ngọc. Do đó là cái diện đối tượng nghi vấn rất là rộng. Đó là số đối tượng có tiền án, tiền sự, nhất là số đối tượng mà đặc xá, tù tha về các tội chiếm đoạt, số đối tượng nghiện ma túy, rồi số đối tượng cờ bạc và số đối tượng làm ăn thua lỗ nợ nần và hoặc là có dính tới tín dụng đen, do là rất là cần tiền để giải quyết nợ nần trong cái dịp Tết Nguyên đán. Mà cũng một cái giả thuyết chúng tôi đặt ra là không loại trừ chính người thân của ông Ngọc để sẽ tham gia trong cái vụ án. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi và những tài liệu chứng cứ ban đầu thu thập được, ban chuyên án nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Nhiều khả năng đối tượng gây án thông thạo địa bàn, cướp tài sản của ông Ngọc khi bị chống trả quyết liệt, đối tượng đã tấn công nạn nhân bằng vật tày gây thương tích đến tử vong, sau đó chiếm đoạt tài sản. Từ những hướng nhận định này, ban chuyên án đã phân công tổ công tác tiến hành xác minh sàng lọc gần 1.000 đối tượng nghi vấn và bất minh và thời gian trước, trong và sau khi vụ án xảy ra. Tập trung vào các đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng tù tha vì ma túy trên địa bàn thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước và các địa phương lân cận. Lực lượng thành viên ban chuyên án cùng với công an thị xã, tức là sàng lọc khoảng gần 1.000 đối tượng từ là các hệ như là ma túy, rồi là đối tượng trộm cắp, rồi đối tượng không có nghề nghiệp, đối tượng là cờ bạc. Đó, thì qua công tác sàng lọc đó, rồi xác minh đó, thì cũng loại được một số đối tượng. Sau khi sàng lọc đó, là mình cũng là làm các biện pháp như là kiểm tra nhà trọ, nhà nghỉ đó, để nhằm phát hiện ra đối tượng. Tại vì trong khi mà mình qua trích xuất camera thì mình cũng thấy được đặc điểm đối tượng là một nè, đặc điểm xe là hai nè. Đó, cho nên là cái tổ công tác mà xác minh nhà các nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn á, để mình nhằm mục đích là phát hiện được đối tượng, đặc điểm tương đồng của đối tượng để mình có thể là làm việc để mà xác minh làm rõ thời gian của đối tượng này có phải là đối tượng gây án hay không. Theo đó, ban chuyên án được chia ra 11 tổ công tác để mở rộng điều tra theo những manh mối ban đầu. Bên cạnh việc xác minh các cơ sở lưu trú xem các đối tượng nghi vấn nào đến hay không, trinh sát được tung đi để kiểm tra các tiệm vàng, tiệm cầm đồ để lần theo dấu vết tài sản nạn nhân bị mất. Mặt khác, các điều tra viên tiến hành thu thập toàn bộ hệ thống camera an ninh của nhà dân ven đường. Số lượng camera lên đến hàng trăm mắt, trải dài cả trăm km. Theo nhiều hướng, đường, đối tượng có thể tẩu thoát. Một tổ công tác cũng được giao tập trung làm việc với người nhà nạn nhân để xác định nguồn gốc tài sản bị mất, thời gian ông Ngọc đi bán vé số hay quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có mâu thuẫn gì hay không. Về phía nạn nhân thì ông Ngọc là người đi bán vé số dạo và do là ông không có tin tưởng gia đình, vợ con, cho nên tất cả những cái tài sản mà ông tích lũy được là ông đều mang theo trên người. Thì việc ông Mọc mà mang theo nhiều tài sản, đi lại nhiều, tiếp xúc với nhiều người là rất là nhiều người biết, nên là cái diện đối tượng nghi vấn rất là rộng. Hơn nữa, về mỗi cái buổi sáng là cứ 4 giờ sáng là ông Ngọc lại đi từ nhà đi bán vé số, đi lấy vé số về bán và đi qua cái khung đường đấy, đó trở thành một quy luật. Do đó cái diện đối tượng là chúng tôi là phải rà soát là cả ngàn đối tượng để mà sàng lọc, sát xét cái đối tượng trên cái địa bàn thị xã Bình Long và các cái địa bàn lân cận.
một mặt triển khai trinh sát điều tra viên đi dò la tung tích của kẻ thù ác, đồng thời ra soát lại hồ sơ nghiệp vụ, thì các chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bình Phước ngày đêm giám định các dấu vết mẫu vật thu thập được tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Ý kiến chỉ đạo của đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra là bằng mọi giá là phải công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi là phải xác định phát hiện cho được là những dấu vết truy nguyên nhóm và truy nguyên cá biệt đối tượng gây án, và chính từ chỗ đó thì cái công tác là khám nghiệm hiện trường là của chúng tôi là làm là hết sức tỉ mỉ và khoa học, và cái công tác phát hiện dấu vết đường vân thì cũng được phòng cảnh sát hình sự là đã triển khai, và cái đặc biệt hơn nữa đó là cái dấu vết dữ liệu điện tử, trích xuất dữ liệu camera và công tác giám định kỹ số điện tử cũng đã được đặt ra, cũng đã tiến hành triển khai mở rộng hiện trường, thu thập dữ liệu camera và đưa về phòng cảnh sát hình sự để khai thác và trích xuất là phân tích những cái dữ liệu điện tử đó để là tìm ra là đối tượng và cung cấp cho cơ quan điều tra. Mặc dù vụ án xảy ra vào ngày 26 Tết, công việc gia đình bề bộn, nhưng thành viên 11 tổ công tác của ban chuyên án đã bỏ qua tất cả, tập trung con người, tinh thần và trí tuệ để dựng lên cho được đối tượng gây án là ai. Cả ngày lẫn đêm, các chiến sĩ cứ miệt mài ra soát sàng lọc những ai hiểm nghi để khoanh vùng đối tượng. Ai đã từng tiếp xúc ông Ngọc này đều có thể là đối tượng nghi vấn. Đó, tại vì ông Ngọc là những người khép kín ở trong nhà, nhưng mà ra ngoài xã hội ấy, thì vàng, tiền luôn ở trên người, ai cũng thấy điều đó. Và cái quy luật hoạt động của ông Ngọc ấy, là rõ. Tại vì cứ 4 giờ sáng là ông ra khỏi nhà, cho nên bất kỳ đối tượng nào cũng có thể là đối tượng nghi vấn. Cho nên cái việc soát xét sàng lọc đối tượng ấy, rất là khó, rất là nhiều. Cho nên là anh em trinh sát thì phải tập trung 100% sức lực để mà theo đối tượng, rà soát các đối tượng. Trong cái thời điểm mà ngay trong cái dịp Tết, anh em cán bộ chiến sĩ cũng tập trung về nhiều cái công tác về đấu tranh tấn công chống các tội phạm trong dịp Tết. Đồng thời nó cũng về ảnh hưởng một phần về tâm lý. Ban giám đốc cũng xác định là cái này là cũng một ảnh hưởng một phần nào đó, thì cũng đã động viên anh em là dù sao là phải tấn công cho đã tìm ra tội phạm tới cùng. Không để mà nếu mà chúng ta mà nghỉ thì để một cái thời gian mà sao nhãng thì cái việc thu thập các thông tin về đối tượng cũng như là về đối tượng gây án là rất là khó khăn. Trong khi các dấu vết về hung thủ còn rất mập mờ thì ngày 16 tháng 2, tức là ngày mùng 4 Tết, từ tổ phát động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, ban chuyên án đã nhận được thông tin về một thanh niên có nhiều biểu hiện bất minh. Ban chuyên án cho rằng đây là nguồn tin quan trọng có thể mở ra nhiều hướng đi để điều tra vụ án. Thời điểm này, người dân đang tưng bừng mừng xuân đón Tết cùng gia đình, nhưng ban chuyên án vẫn họp để đưa ra được những mũi điều tra có trọng tâm nhất, sớm bắt được đối tượng. Theo đó, nghi can được xác định là Nguyễn Thanh Tùng, 29 tuổi, ngụ tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Đồng chí trưởng ban chuyên án đã chỉ đạo 3 cái tổ công tác xác minh tất cả các mối quan hệ gia đình, quan hệ xã hội của Tùng, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm, truy bắt bằng được đối tượng Tùng trong thời gian sớm nhất, không để đối tượng Tùng đối phó, tiêu hủy chứng cứ và gây khó khăn trong công tác điều tra, nhất là không để đối tượng tiếp tục gây án hoặc tự sát. Thì mặc dù đối tượng Nguyễn Thanh Tùng chưa có tiền án tiền sự, nhưng vì ham mê đánh bạc, đá gà dẫn đến nợ số tiền rất lớn của các con bạc và bị đòi rất rất cao trong cái dịp Tết nên đã nghĩ mọi cách để có tiền. Theo hồ sơ, Nguyễn Thanh Tùng chưa có tiền án tiền sự và có công việc ổn định. Hàng ngày đi tới tiếp thị cà phê Giang Say, chỗ làm thuộc xã Thanh Phí, cách hiện trường vụ án không xa. Tuy nhiên, liệu Tùng có phải là kẻ đã thực hiện vụ giết người cướp tài sản của ông Ngọc? Để chứng minh được, trước hết, lực lượng công an phải biết được nghi can đang ở đâu để đấu tranh. Qua công tác mà mình, các tổ công tác đó, thì mình ra qua công tác phát động quần chúng đó, thì mình nhận được tin đó, tố giác về tội phạm. Đó, tố giác về tội phạm thì xác định được đối tượng là thằng Nguyễn Thanh Tùng ở ấp là Quảng Lợi, xã Tân Lợi của huyện Quảng. Đó, thì sau đó là phối hợp báo cho đồng chí phó phóng đốc thủ trưởng cơ quan điều tra. Đến ngày mùng 2 á,
thì đối tượng rời khỏi địa phương, rời hẳn khỏi địa phương. Đó. Bắt đầu di chuyển từ Tân Lợi của Hớn Quản đi lên Đạ Tẻ, Lâm Đồng. Khi mà xuống tới đó thì lại được tin là đối tượng quay về địa bàn của mình. Anh em lại tổ chức đi theo. Khi mà đi theo á, về đến đây lại nhận được tin là đối tượng lại quay ngược ra quốc lộ 14 đi lên Đắk Lắk. Đó, quãng đường di chuyển vừa lên vừa về khoảng độ 500-600 cây số. Nhưng mà anh em trinh sát rất là nhiệt tình. Ngày đêm không nghỉ. Qua những biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định Tùng có một người chú ruột ở xã Iaka, huyện Iaka, tỉnh Đắk Lắk. Khi vừa lên đến nơi, các trinh sát đã tổ chức lực lượng phối hợp với công an địa phương mật phục, đón lõng tại nhà của người chú của Tùng, đồng thời nhanh chóng xác định nơi nghi can đang lẩn trốn. Qua rà soát các cơ sở lưu trú, ban chuyên án xác định Tùng đang có mặt tại một nhà nghỉ, cách nhà người chú không xa. Các mũi trinh sát xác định lập tức có mặt để áp sát triển khai và vây bắt Tùng. Ngay trong ngày, Tùng được di lý về Bình Phước. Tại cơ quan công an, Tùng ban đầu loanh quanh chối tội, tìm mọi lý do ngoại phạm. Nhưng bằng tất cả những chứng cứ sắc bén mà cơ quan điều tra thu thập được, thì Tùng đã thừa nhận hành vi giết hại ông Ngọc để cướp 3 nhẫn vàng có trọng lượng là 1,3 cây, 1,3 triệu tiền mặt. Ban chuyên án cũng đã lập tức dẫn giải Tùng đến hiện trường gây án và những nơi y tiêu thụ tài sản, phi tang phương tiện để thu hồi tang vật phục vụ công tác điều tra. Theo đó, trong quá trình đi tiếp thị cà phê, Tùng thường xuyên gặp và biết được ông Vũ Đình Ngọc đi bán vé số hay đeo nhiều vàng trên người. Do sắp Tết lại túng tiền, do thua nợ cờ bạc, bị chủ nợ đòi nên Tùng đã nảy sinh ý định sát hại ông Ngọc để cướp tài sản. Rạng sáng mùng 7 tháng 2 năm 2021, Tùng chạy xe gắn máy không giấy tờ đến khu ruộng vắng để phục sẵn vì biết được quy luật của ông Ngọc. Thấy một chiếc xe đạp với cái đèn cầm ở tay thì con tin chắc đó là ông Ngọc. Tại vì cái đặc điểm của ông Ngọc đi chiếc xe đạp với lại cái đèn cầm ở tay thì con nghĩ đó là ông Ngọc. Con mới chạy qua bên kia đường để chờ ông Ngọc đi ngang qua. Lúc ông Ngọc mà đi ngang qua chỗ con nấp khoảng độ cỡ chừng 5 mét thì con có chạy lên và dùng gậy tầm bông đánh ông Ngọc một cây vào bên thành bụng, thì ông Ngọc có ngã xuống và chiếc xe đạp đồng thời nó cũng ngã xuống. Xác định đây là đối tượng rất là ma mảnh. Ví dụ như là khi đối tượng Tùng là chưa có tiền án hình sự, nhưng mà khi gây án thì đối tượng Tùng xuất phát từ nhà đi đến hiện trường thì né tất cả các camera ở gần hiện trường cũng như là trên đường đi. Thứ hai nữa là khi gây án thì Tùng mặc một áo khoác khác. Khi gây án xong thì Tùng lại thay một áo khoác khác để đi về. Khi Tùng cướp được tài sản thì mang những cái vàng đi qua huyện Dầu Tiếng của Bình Dương và huyện Tân Châu của Tây Ninh để bán, không bán tại địa bàn tỉnh Bình Phước nhằm tránh bị phát hiện. Trong cái thời gian đối tượng chờ ông Ngọc ra để gây án thì đối tượng đã hút rất là nhiều thuốc, nhưng tuy nhiên là không để bất kỳ một cái tàn thuốc nào tại hiện trường. Rồi cái xe là cái phương tiện gây án của đối tượng thì đối tượng giấu đem gửi ở cái bệnh viện của Tân Châu của tỉnh Tây Ninh với ý định là sẽ bỏ chiếc xe này để xóa cái dấu vết. Về Bình Long thì đối tượng mua một cái xe mới để làm phương tiện đi lại, và khi bị phát hiện thì đối tượng Tùng đã di chuyển rất nhiều các cái tỉnh thành để mà né tránh.
và chúng tôi cũng là rất là vất vả để đeo bám và để bắt được đối tượng này. Sự thành công của chuyên án đã góp phần củng cố phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, thời gian tới, công an các cấp cần tiếp tục tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này, tăng cường phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ để hạn chế thấp nhất các vụ án tương tự xảy ra. Qua vụ án này cũng là một cái bài học cảnh tỉnh cho mọi người dân. Đối với chúng ta thì theo tôi thì để mà phòng ngừa cái tội phạm này thì mọi người dân, tôi cũng mong muốn mọi người dân lên là cảnh tỉnh và không nên đeo các loại trang sức cũng như là tài sản có giá trị lớn để mà khoe khoang hoặc là để làm cái đồ trang sức để đắp vào mắt những loại tội phạm. Thì đặc điểm tội phạm bây giờ đối với các loại tội phạm như là ma túy, tội phạm mà có những cái đối tượng về hình sự, rồi tội phạm về có nợ nần vay nợ quẫn bách trong cái thời kỳ, đặc biệt là cái thời kỳ Tết và những cái thời kỳ khác, thì nó luôn nhắm vào những người mà có những cái tài sản mà thường đeo trên người có giá trị rất lớn để chúng theo dõi, rồi chúng hiểu biết về quy luật hoạt động của nạn nhân để mà theo dõi nạn nhân, sau đó là thực hiện các hành vi gây án để chiếm đoạt tài sản, không trừ bỏ bất cứ người nào. Sau cái vụ án này thì lực lượng chỗ công an thị xã thì cũng có làm cái công tác tuyên truyền cho người dân. Ví dụ như là không nên đi vào đêm khuya, rồi không nên đeo trang sức và đem theo tài sản có giá trị lớn. Tại vì những giá trị tài sản lớn này là dạng như là mồi cho các đối tượng mà gây án, đối tượng cướp giật rồi trộm cắp, rồi cướp tài sản. Mà báo các đồng chí là riêng cái ông giấy số này là chỗ lực lượng công an cũng đã nhắc nhở nhiều lần. Riêng ông giấy số là nhắc nhở nhiều lần và nhiều người cùng nhắc nhở, nhưng mà ông vẫn là đeo, tức là đeo vàng ngay tay á. Cho nên là cũng khó cho cái công tác phòng ngừa của lực lượng công an.